Phương Nga khóc trong lễ cưới. Trong buổi tiệc trà trước lễ cưới chiều ngày 21 tháng 10, Phương Nga và Bình An cùng trao nhau những lời thề nguyện. Khi nghe những chia sẻ ngọt ngào từ Bình An, Phương Nga xúc động rơi nước mắt. Lễ cưới của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An diễn ra tới ngày 21 tháng 10 tại một khách sạn ở Hà Nội. Trong tiệc trà diễn ra buổi chiều, cô dâu chú rể cùng trao nhau lời thề nguyện, chia sẻ về hành trình 4 năm yêu. Bình An nói với cô dâu, chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người không bao giờ tin vào chuyện cổ tích và bạn cũng không. Nhưng bạn có thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ, nó sẽ chẳng giống một bộ phim nào cả. Ngay từ những ngày bắt đầu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hai đứa không hề có một người bạn chung mà chỉ là sự tình cờ. Sau khi tìm hiểu về nhau, chúng ta đều thấy hai đứa không hề có một sở thích nào chung. Mình là người sến sẩm còn bạn có đôi chút nhạt nhòa. Mình thích cơm với cà, bạn thích ăn mì Ý. Mình thích du lịch thách thức còn bạn có thể nằm dài cả ngày ở bãi biển. Nhưng những điều khác biệt ấy không hề làm chúng mình xa cách. Mình là một người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình. Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn. Đáp lại, Phương Nga chia sẻ, hôm nay, khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi hai đứa đứng ở đây, có rất nhiều những thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút. Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng ngày 21 tháng 10 năm 2022, chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé, cậu của mợ. Cậu, hôm nay khi viết những dòng này thì mình đã suy nghĩ xem rằng mình nên xưng hô như thế nào. Xưng hô là bạn mình, là cậu mợ, hay là anh em, hay xưng anh em nhá. Xưng anh em nó hơi sai đúng không? Xưng anh em thì hơi sai, nên là mình quyết định sẽ xưng là bạn mình. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua 4 năm, 9 tháng, 3 tuần mà thêm một ngày. Qua rất nhiều những giai đoạn kể từ khi mà mình quen nhau, xong đến khi mà suýt nữa thì mình đã phải xa nhau. Và bây giờ hôm nay hai đứa đứng ở đây là ngày kết hôn của hai đứa. Đã có rất nhiều những thay đổi, mình biết trước đây bạn rất là ghét mèo, bạn rất sợ mèo. Mày đi đi. Bạn ghét con mèo, nhưng vì mình là bạn đã nuôi 2 đứa, bây giờ là tổng là 3 đứa. Nên là mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá hơn một chút, thích bóng đá hơn một chút. Để đi có xem bạn đá bóng. Rồi bạn ăn mừng thử CR7 cho mình nhá. Ok không? Và câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với tất cả mọi người ngoài kia là cậu của mợ. Mặc dù bây giờ có thể hai đứa đã không xưng hô nhiều như ngày trước, bởi vì sợ mấy người kêu là xến, rồi mọi người nói này kia, nhưng mà mình cũng đã bớt rồi. Nhưng mà mình luôn hy vọng là hai đứa mình sẽ như thế này, không vì những người ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng hai đứa sẽ luôn dần hạnh phúc, sẽ luôn dần tìm gì và luôn vui cười khi ở bên nhau. Rồi bởi vì đấy là câu đầu tiên nên là ngày hôm nay mình cũng muốn nói 21 tháng 10 2022, chúng mình sẽ cùng bắt đầu một hành trình mới nhá, cậu của vợ.